Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức của Sao. Bạn trai tin đồn của Lisa gây bão với loạt ảnh tối nay, tóc vuốt ngược gây tranh cãi nhưng góc nghiêng cực phẩm chiếm spotlight. Xuất hiện tại sự kiện diễn ra tối ngày 20 tháng 6, Thái Từ Khôn, bạn trai tin đồn của Lisa khiến hội chị em xỉu úp xỉu đau. Netizen xứ Trung đang sốt sình sịch vì loạt ảnh sự kiện chất lừa của Thái Từ Khôn tại sự kiện diễn ra tối ngày hôm nay 20 tháng 6. Bạn trai tin đồn của Lisa, Blackpink, gây bất ngờ vì mái tóc dài vuốt ngược lạ mắt. Tuy nhiên, đây lại là kiểu tóc gây tranh cãi trên mạng xã hội. Không ít người cho rằng style này khiến Thái Từ Khôn trở nên dừa chát, nhưng có không ít fan bảo vệ ý kiến và nhận xét. Mỹ Nam Cbiz lên hương visual với hình ảnh bảnh bao lãng tử này. Mặc cho bao tranh cãi, cụm từ khóa gây sốt nhất trên Weibo thời điểm hiện tại lại là góc nghiêng của Thái Từ Khôn. Mỹ Nam có vô số khoảnh khắc khoe góc nghiêng xuất sắc, sống mũi cao như muốn đòi mạng. Cả nụ cười và ánh mắt nghiêm nghị cũng khiến chị em xỉu úp xỉu đau.